Đâu rồi? Người đâu? À đâu đâu đâu, đây 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 đây. Giờ lại ra cắn trộm này ơi. Ok, vứt phát vào đầu này một thằng nữa sau quả bóng keo này. Thằng nữa sau quả bóng keo này. Dễ vãi luôn. Hello, xin tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn xem thêm một video nữa các bạn ạ. Và được rồi, ở cái video này là mình sẽ mốt một cái bộ đồ cực kỳ là đẹp luôn và theo đúng cái yêu cầu của các bạn. Thì có một bạn comment bảo rằng là anh ơi, cái bộ đồ Naruto lần trước của là anh mốt không đã bắt cho lắm, anh thử mốt cái bộ nó đặc sắc trông nó đẹp hơn đi, cái bộ màu vàng đen đấy. Thì mấy ông nói như thế, may mà tôi cũng có xem cái bộ truyện tranh Naruto, thế tôi mới biết được là mấy ông mới bảo là cái bộ đồ nào. Chứ nếu mà những cái người nào mà không xem cái bộ truyện tranh Naruto thì không thể nào mà biết được. Thì ở đây là ngay trước mặt mọi người đây, là như mọi người thấy là mình đang sở hữu cái bộ đồ Naruto màu vàng đen. Và tất nhiên rồi, ngoài mình ra thì sẽ không có bất kỳ một ai khác có thể gọi là sở hữu được bộ đồ này. Và có một số comment của các bạn bảo rằng là anh ơi, anh mốt một cái bộ đồ Naruto này anh không sợ bị khóa ác à? Thì mình cũng xin nói thẳng các bạn luôn, đấy là trước đấy là mình cũng có xem một vài cái video của một số bạn trên mạng. Thì những cái bạn đó ấy là có hướng dẫn là sử dụng cái app, cái phần mềm để có thể là mốt những cái bộ skin như kiểu là Attack on Titan các thứ. Thì mình nói với mọi người một cái điều này, đấy là nếu mà mọi người sử dụng những cái phần mềm như thế thì rất dễ là bị Gaena khóa. Còn mình ấy thì mình không sử dụng những cái app, những cái phần mềm như vậy. Gọi là mình có một cái thủ thuật riêng của mình để có thể là mốt được những cái bộ đồ này. Vì thế là mình sẽ không lo về cái việc là bị Gaena khóa đâu mọi người nhá. Ghê đấy. Thì được rồi, nãy giờ thì mọi người có thể nhìn sơ qua về cái vẻ ngoài của cái bộ đồ Naruto này. Còn bây giờ thì mình sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng gọi là toàn thể toàn diện về cái bộ đồ Naruto này luôn mọi người nhá. Và để có thể chiêm ngưỡng được toàn diện ấy thì bây giờ chúng ta phải bỏ bớt tất cả những đồ ra, thì chúng ta phải ngắm được cả trước lẫn sau được mọi người nhá. Đó, bỏ hết đồ ra luôn anh em này. Đó, đây cho mọi người xem này. Được rồi, thì ở đây thì cái bộ đồ Naruto chúng ta sẽ có hai cái phông màu chủ đạo, đấy là màu vàng màu đen. Thì màu vàng mọi người có thể thấy là trông nó ống ánh, trông rất là đẹp luôn và cực kỳ ngầu, ngầu như cái bộ cầu này bạn. Cái gì bộ cầu. Thế được rồi. Và còn lại thì cái màu đen chúng ta ấy thì nó sẽ tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái việc đen đủi, có nghĩa là nếu mà màu đen của chúng ta ấy là mình mặc bộ đồ này trên người khi mà chúng ta không giải thích tốt ấy thì chứng tỏ là do cái màu đen này em nhá. Cái này do cái đen đủi đấy. Ok. Và mọi người có thể thấy là những cái chi tiết gọi là cấu tạo lên cái bộ đồ Naruto trông rất là tinh xảo luôn. Từ cái phần trước sau ấy thì phần đằng sau thì nó sẽ có được cái biểu hiện không khác gì hình số 9 ở hai cái viền tay áo, và cũng như phần trước ngực thì không khác gì cái bộ đồ Naruto thật luôn em ạ. Anh em nào mà xem cái ảnh Naruto là biết ngay mà. Thì được rồi, và nói chung là nãy giờ thì mọi người đã chiêm ngưỡng về tổng quan cái bộ đồ Naruto của mình khi mình vừa mới bắt đầu bốc rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ cố gắng là sử dụng cái bộ đồ Naruto này và mình cố gắng là giành top 1 trong cái ván đấu này luôn anh em nhá. Đó, thì ở đây là chưa gì là mình đã quét thấy một thanh niên rồi em ạ. Ui giời, thôi xong rồi, cho thằng này lên bảng tới số thôi chứ gọi là để nó đẻ trứng làm sao được em. Nó ở gần vãi chưởng. À, tôi biết hình như thằng này nó đang núp ở dưới tường này. Úi giời ơi, sẽ núp ở dưới tường như kiểu là chó trà chủ này. Trời ơi, gọi là chó mà thấy chủ như này là phải vẫy đuôi đến mừng, như gọi là cứ núp vào trong cái xó thế thế thì làm sao được bạn ơi. Trời ơi, thế là không khá rồi. Nào bạn đây, phải giáo huấn cho nó một bài được. Thằng này phải phạt cho nó không cho ăn cơm nữa. Nào, ra đây. Mày ra đây. Trời ơi, mày dựng bông keo, mày níu kéo làm cái chi em ơi. Quả này chú lên bảng tới số rồi. Chạy đâu? À, mày chạy. À, ok. Thằng này chắc chắn là nó chạy lên bằng cái đường cầu thang rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải chạy bằng cái đường khác em nhá. Đây, nhảy lên trên này. Nhảy lên trên này. Tạo cho nó bất ngờ như kiểu ép đi bất đây ấy. Nào, ra đây. Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi bạn, đâu rồi? Ủa, nó chỉ ở quay đây anh ạ, mình đoán chắc. À, biết ngay là ở riêng cửa mà. Trời ơi, sao cứ núp ở góc xó thế? Gọi là làm chó nó quen rồi hay sao ấy. Gọi là chủ đấy thì phải chạy ra để vẫy đuôi chứ. Cứ gọi là cứ núp trong xó như thế là không được, lại phạt không cho ăn cơm nữa bây giờ. Chứ lại, thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến ra cái khu vực khác thôi anh bạn. Đấy, gọi là một cái trận đấu rất là thú vị luôn. À, anh ạ, cái đậu xanh đang uống lại một con cờ hó khác, nó dám đi cắn trộm mình một người, phải cho nó lên bảng thế số. Nhưng con cờ hó này nó cắn đầu quá em ạ, tí nữa thì móm. Thì bây giờ chúng ta cứ phải cuộn móm cho đầy đã nhá. Đấy, ok nhá, dụ nó ra. Đấy, nó chạy anh kìa, cơ hội đây rồi, mày chạy đi, vừa lại cắn ai, gáy đi em ơi. Rồi ôi, tưởng như thế nào, hóa ra thiên nhiên cũng chỉ giỏi trong cái việc đi cắn trộm thôi, solo 1v1 thì ai bằng đâu, đúng không? Nhà gặp tôi gặp bố người phải gọi là hai con chà bố nhá. Thì lúc đấy may ra tôi mới tha cho. Đó rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là tiến ra cái máy bán hàng tự động thôi. Nãy giờ thì chắc là chúng ta đã có được rất là nhiều huy hiệu rồi. Đấy, thì cái trang bị gọi là rất là phổ biến của mình, đấy là mình sẽ mua cái trang bị Midian Roll nhá mọi người. Đây, trang bị gần như không thể thiếu trong những cái ván đấu của mình rồi.
Ô, khi tôi vừa thấy là có tiếng súng ở quanh khu này sao ấy, sử dụng cái mini drone quay. Trời ơi, vãi trưởng luôn. Hai đứa nó đang gọi là đang ngủ ở trong cái khu này à? Gọi là sao lại ngủ cùng nhau trong một căn phòng thế? Cho tôi ngủ với, chơi threesome cái nào. Đấy nha, đấy nha. Câu quả liệu tráng này gọi là bao chuẩn luôn rồi, chuẩn như lê dọn luôn. Tuy nhiên, thanh niên là ai làm gì đây? À, chắc là quả vừa nãy là dính liệu tráng của mình em ạ. Trời ơi, câu chỉ có bách pháp mới trúng rồi em ạ. Câu quả là chuẩn của đấy luôn. Được rồi, thì có lẽ là nãy giờ là đi bộ nhiều, nó mỏi chân quá các bạn ạ. Mặc dù là Bác Hồ gọi là vận động, gọi là toàn thân đi bộ nhưng không có được. Ê, bò lạc này, bò lạc này em ơi. Chạy đâu của lạc, ôi trời ơi. Bật nhằng của vậy lên luôn. Trời ơi, solo với ai, solo với tôi không sai rồi. Thì đấy, vừa đã bảo với mọi người là nãy giờ là mình đi bộ nhiều quá, mỏi chân quá rồi. Mặc dù là Bác Hồ là có cái châm ngôn đấy là vận động là toàn thân đi bộ thì nó sẽ tốt cho sức khỏe. Nhưng mà thôi, mình đi bộ đến nỗi là gần gãy chân đến nơi rồi. Thôi tốt nhất là đi kiếm xe cho nó lành em ạ. Thì đúng lúc là có cái con xe mà nó chắc luôn. Chúng ta sẽ sử dụng cái con xe này và đi lượn lờ xung quanh khu vực ấy nhá. À đây, vừa nói cái là hai thanh niên quanh khu này, tôi sẽ xử thanh niên phía sau trước nhá. Nào chạy đâu. Úi rồi vẫn lé được kìa. Lé ghê vậy bạn ơi. Ấy giời ơi bạn ơi, sao bạn lại tự bóp giá mình vậy? Tôi nhận bắn xuống rồi. Thằng này nó bắn xuống liệu tự vào đầu luôn đấy bạn. Tôi đến chịu thua ông này luôn đấy. Ok, chịu luôn nhá. Trời ơi, 6 kill rồi. Mà hình như phía trên là có một thằng nữa em ạ, cẩn thận nhá. Từ, cẩn thận này. Ok, đầu ngon đấy. Úi dồi ôi, có đạn phóng lựu lửa, ngon thế. Ơ, thằng nào chạy đúp về. Nào, bạn ơi, đừng chơi kiểu đấy. Đừng chơi cái trò biểu hiện kiểu bẩn như vậy chứ. Ơ, bác trưởng, sao thằng kia nó bắn nào đúp rõ xa kia mà nó có thể câu được đạn đến đây vậy. Ôi, phép màu à. Úi dồi ôi, đừng bạn ơi. Để cho mình có cái cơ hội sống cai. Mẹ thằng này câu, à, đây là con lợn này. Nay giờ mày cắn trộm tao hơi nhiều rồi đấy nhá. Nào, phải giáo huấn nó lại được. Nào, phải nhốt nó vào cái chuồng chó để gọi là giáo huấn nó lại thôi anh em. Đâu rồi, bình tĩnh nhá. Tôi phá nốt quả ông keo này, tôi lên tôi chùa là chơi với ông luôn này. Ê à, đâu, bạn ấy. Nhẹ nhàng thôi. Đừng làm nhau đâu, chứ, ok nhá. Lại có cái mạng hàng tiếp theo rồi. Bố mẹ ông ở nhà không giáo huấn cho ông cái việc đấy là không được đi cắn trộm người khác à? Như thế là sai, như thế là hư ông nhá. Vớ vẩn, không có giáo dục. Đồ vô đạo đức. Ok nhá, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái mini drone nữa. Quét thử quanh cái khu này xem có thằng nào không. Úi dồi ôi, một thanh niên trên nhà nhá. Mẹ thằng này nó cứ núp trong gió, cáu vãi trưởng em ạ. Cáu vãi lìn ra, đây. Đấy nó bắn được mình vài cái mà lúc sau đấy nó lại chạy bố nó vào trong. Cáu vãi cả trưởng luôn. Thôi kệ xác cha cho nó. Bây giờ chúng ta tiến thẳng lên phía trên đi. Sử thanh niên phía trên ở trước này nó đang chạy boy à. À đây em thấy gì chưa. Nhưng mà từ, tôi chưa dạy bắn nó đâu. Thằng đằng sau còn thằng mà. Tôi lạ gì đâu, mày ra đây. Ra đây ai? Phải trưởng ngu người quá lại đi sấy một cái quả bóng keo. Mày ra đây solo 1v1 với anh em bảo. Nào đừng có chạy, đừng có trốn vào trong thế. Ra đối diện mạnh mẽ như người đàn ông nào. Mình là mẹ người đàn ông có hai chân hai vai thứ sao phải sợ nhỉ? Nào ra đây rồi lại trốn vào trong góc. Em bọn này cứ thích có cái sở thích trốn vào trong góc là sao nhỉ? Chả hiểu kiểu gì ra luôn ấy. Là tôi cứ ra tôi bắn cho chúng nó sấy cho mấy phát rồi. Rồi, người đâu rồi? Mẹ bọn này nó cứ gọi là kiểu thẹn thùng như kiểu là gái mới lớn đấy. Sao luôn đấy. Thôi, người đâu? À, đâu. Đây. Giờ lại ra cắn trộm này ơi. Ok, phút phát vào đầu này một thằng nữa sau quả bóng keo này. Thằng nữa sau quả bóng keo này. Dễ vãi luôn. Mẹ thật sự nhà mày nữa, vớ vả vẩn. Mày trốn chỗ này mày cắn thì cắn trộm người ta hơi bị nhiều đấy. Về nhà mà gọi là tự kiểm điểm với bản thân đi nhá. Ok nha, bây giờ quần máu chỗ này đã. Được rồi, à, bây giờ hiện tại trên bản đồ ta còn đúng 4 thanh niên nữa thôi. Và bây giờ là sử dụng cái trang bị video drone là quá là lợi thế luôn này em ạ. Đấy, em thấy gì chưa? Ôi dồi, hình như có một thằng ở đó, cái mỏm đá phía dưới hay sao em ạ? Là đây cái cơ hội của mình rồi. Nhưng mà từ từ tôi loot thêm ít đồ cái đã. Đó, tranh thủ gọi là loot được thêm bao nhiêu đồ thì loot thêm anh em ạ. Được rồi đấy, rồi. Giờ chúng ta sẽ xử thanh niên ở phía dưới cái mỏm đá luôn nhá. Tôi trên cao, tôi có vị trí đắc địa vãi trưởng luôn. Nhìn phát là thấy luôn thanh niên ở dưới mỏm đá em ạ. Đấy, làm cá sọ này, nào, ngồi ỉa này. Nào, phòng bó cuối thì đừng có mà đi đúp nhá. Ra ngoài chiến đấu như những người đàn ông nè. Đấy, còn lại hai thằng còn lại thôi. Hai thằng cuối đâu rồi? Hai chú cuối đâu rồi? Ra đi bạn ơi, đừng có mà lom dom nữa. Quả này mấy bạn chết là cái chắc rồi. Đâu rồi, ra đi. Đi. Đúng rồi, chạy đâu rồi nào, yếu rồi nhá bạn ơi. Ôi trời ơi, nó vẫn sử dụng qua cái quả bóng keo em ạ. Ôi trong nhà, à đau, tiên sư mày bay, đừng mà làm thế nhá. Đừng làm mày đau, là câu liệt vào phía trong luôn. Ê mày chết là mày xanh cỏ rồi em ơi, trời ơi. Thế thì được chết rồi bạn ơi, đừng như
keo mà chơi mình dễ à? Vả vớ vẩn. Ok nhá, và nếu như mà các bạn thấy video mình hay ấy thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube để có thể là ủng hộ cho mình anh em nhá. Và bây giờ thì tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những cái video sau.